Tên là KC220, model mới của năm nay. Nó có 3 cặp lay-in, tức là tổng cộng 6 lay-in. Chúng ta có thể cắm cùng lúc 6 nhạc cụ, một cái cho micro, một cái cho guitar thùng và 4 cái còn lại. Muốn cắm gì đâu cắm, có thể cắm thêm guitar thùng, cắm keyboard hoặc là cắm nhạc MP3, điện thoại, máy tính, vân vân. Nó được sản xuất tại Malaysia, công suất là 30W. Có hai loa stereo và các giác cắm của nó được cắm ở sau lưng. Ở đây tôi mới chỉ sử dụng một giác cho micro CH1, tức là kênh channel 1. Kế bên của nó là giác 6 ly, cũng là thuộc kênh channel 1, nhưng mà chúng ta cũng có thể cắm thêm một cái guitar hoặc một cái micro khác nữa. Những cắm được cùng lúc, nó có thể ra cho ra cùng lúc âm thanh của cả hai line này luôn. Channel thứ hai cũng vậy. Lap mono và ride chúng ta cũng có thể cắm cùng lúc cả hai luôn. Nó chỉ chung một cái nút chỉnh là channel 2 thôi. Nói chung là cứ hai cái jack, hai cái lỗ cắm cùng một cái CH channel này thì nó cùng một nút chỉnh volume vậy thôi. Nhưng chúng ta có tổng cộng tới 6 lỗ in lận. Channel 3 cũng tương tự. Rồi bên cạnh đó chúng ta còn có audio in nữa. Tính ra là tới 8 đường in chứ không phải là 6 nữa. Chúng ta có thể cắm jack AV hoặc là jack 3 ly dành cho điện thoại. Cái jack stereo nhỏ xíu ấy, cắm headphone ấy. Cắm vào điện thoại hoặc là máy tính. Nói chung là jack phone của điện thoại ấy. Đây là volume của cái jack audio in này. Đây là light out. Chúng ta có thể cắm ra dàn lớn nếu thích. Rồi dưới đây là hộp pin, nó sử dụng 8 cục pin 2A pin tiểu. Loa này có tích hợp sẵn hiệu ứng reverb, để dặn lên thì tiếng nó sẽ vang vọng ướt át hơn. Rồi dặn lên chút nữa chúng ta sẽ có hiệu ứng chorus dành cho guitar thùng. Tôi tắt hiệu ứng này đi, hình trở về tiếng khô bình thường. Đó là nút effect. Rồi chúng ta có equalizer bass trap. Nếu để low lên thì tiếng bass sẽ dày hơn. Rồi nếu để high lên thì tiếng trap nó sẽ xé hơn, tiếng nó sẽ ra bén hơn. Rồi jack phone để cắm headphone. Giá của KC220 hiện tại là 12.760.000. Các bạn có thể đến các showroom của Viettel Music để test thử loa. Và nếu các bạn có thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ, vui lòng inbox vào fanpage Facebook Boss Việt Thương. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn.